Xin chào mọi người, mình là Cường EAT đây. Thường thì các bạn chuyển cái cam á, từ nhà này sang nhà khác đúng không? Hoặc là ví dụ các bạn chuyển nhà á, thì do cái mật khẩu và cái wifi của bạn cũng chuyển luôn nên là cái cam wifi này sẽ không có nhận. Các bạn mở trên điện thoại nó sẽ không có hiện ra. Ở đây mình sẽ bày cho bạn hai cách. Một đó là các bạn vào cái tài khoản cam của các bạn nha. Vào tài khoản cam của các bạn đây, tài khoản cam của mình đây. Thì các bạn remove ở đây, gỡ nó ra nha. Đó, các bạn chọn vào cam này, các bạn remove more delete này. Đó, delete này là. Rồi xong đó các bạn cài đặt giống như lúc mà các bạn mới mua về vậy á, các bạn reset nó lại rồi các bạn cài đặt. Cái đó là còn cái cách thứ hai thì nó đơn giản hơn. Các bạn còn phải kết nối cái mạng LAN vào cái cam như thế này. Đó. Đây là các bạn gắn cái dây mạng vào ở cái cổng LAN này như thế này nha. Và lúc này là cam nó đã có mạng rồi, cho dù là nó không có bắt được wifi nhưng mà nó đi vào mạng LAN là cái cam nó có mạng và nó vẫn nhận mạng trên này. Đó. Như mình đây này, nó vẫn nhận mạng rồi, thấy không? Đó. Ok chưa? Rồi. Ở đây các bạn sẽ tiến hành cái bước đó là đổi mật khẩu cho nó nhận diện lại cái wifi khác ha. Các bạn mở lên rồi các bạn mở lên rồi, ở đây các bạn kéo xuống cho mình này, cái phần đó là đây, voila, đây này, wifi này. Chờ xíu. Rồi. Các bạn chọn cái wifi của nhà các bạn nè. Đó, chọn đây nè. Nha. Wireless này. Chờ xíu mình gõ wifi. Nhớ. Cho lưu đi. Các bạn nhấn vào save nha, save password nha, bữa sau cho nó khỏi đá cái mật khẩu ra. Rồi nhấn next nè. Đó, bây giờ là nó đã nhận wifi rồi. Bây giờ mình thử rút cái dây mạng ra nha, coi thử nó còn bắt wifi được không nha. Các bạn để ý này, cái đèn trên cam mà hầu như các cam mấy đèn phải màu xanh lá cây thì nó mới đang hoạt động bình thường ha, còn màu đỏ mà nó nhấp nháy á là có nghĩa nó đang không có mạng ha. Các bạn kiểm tra lại đường mạng thôi, đèn nó nói lên rất là nhiều thứ các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ thoát hết cái phần mềm này ra nè. Đó, nó hiện xanh tới này là đã có mạng rồi các bạn. Đó. Các bạn mình bỏ ra xem này, bình thường nha. Okay. Chúc các bạn thành công. Mình là Cường EAT, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye, see you next time.